Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Rất vui được gặp lại và đồng hành cùng với các anh chị em trong bản điểm tin tuần uh, trên kênh chứng khoán Chiến Binh trên từng con sóng cũng như trên kênh Hùng Lê chứng khoán. Uh, thì như vậy là chúng ta đã kết thúc uh, tuần giao dịch cuối cùng của tháng 6 Nhìn chung ở trong tuần giao dịch vừa qua thì uh, cái tài sản ròng của chúng ta không tăng quá nhiều. Uh, Cá biệt chỉ có một số các mã cổ phiếu thôi. Còn nhìn chung là mặt bằng chung của cả thị trường thì trong tuần vừa qua chủ yếu là thị trường của chúng ta rằng co ở thế rằng co đi ngang và có hai phiên kết tuần thì nó hơi đuối đúng không ạ. Tí nữa phần cuối của bản tin thì chúng ta sẽ đi phân tích chi tiết bộ ba tham số sung của thị trường thì chúng ta sẽ nhìn nhận để chúng ta sẽ đánh giá lại cái kịch bản phân tích tuần ở trong cái tuần vừa qua. Thì như thường lệ thì bản tin của chúng ta vẫn sẽ có ba cái nội dung chính. Phần thứ nhất thì view lại tất cả những cái danh mục cổ phiếu khá là cơ bản mà cũng đã thường xuyên phân tích cùng với tất cả anh chị em ở trên kênh. Phần thứ hai view lại uh, tuần video số 183 chính là tuần uh, chúng ta vừa kết thúc xong, uh, kết thúc tháng 6 Và phần cuối cùng thì chúng ta sẽ có một vài đánh giá về cái xu hướng thị trường ở trong tuần mới Và như các anh chị em biết rằng uh, thị trường luôn luôn biến động, cổ phiếu luôn luôn biến động, nhóm ngành luôn luôn biến động Và căn cứ những cái tín hiệu kỹ thuật ở trong phiên thì chúng ta sẽ có rất nhiều uh, những cái kịch bản điều chỉnh, phân tích ở trong tuần À, chính vậy nên là anh chị em ngoài cái câu chuyện là chúng ta à, xem các bản tin tuần thì chúng ta cũng sẽ nên à, có những cái đội nhóm à, các anh chị có thể làm việc ở rất nhiều đội nhóm thì chúng ta sẽ tìm ở những cái đội nhóm mà à, có những cái sự tương tác tức thì và chúng ta có thể tương tác một một hoặc là chúng ta sẽ tương tác ở trên nhóm để chúng ta nắm bắt được cái đường đi của thị trường chung nó sẽ như thế nào rồi đường đi của chỉ số Uh, các cái chỉ số kỹ thuật khá là cơ bản sẽ đi như thế nào và đường đi chung của nhóm ngành sẽ như thế nào ví dụ là tại một cái nhóm ngành nào đó thì chúng ta sẽ phân tích được là dòng tiền đang tập trung vào nhóm ngành A hay là dòng tiền đang rút khỏi nhóm ngành A thì chúng ta uh, căn cứ những cái tín hiệu phân tích đó để chúng ta biết rằng là à khi tiền nó rút ra thì chúng ta sẽ gì ạ chúng ta sẽ bán bớt cổ phiếu đi và ngược lại khi tiền nó bắt đầu nó tập trung vào thì như vậy chúng ta mạnh mẽ để chúng ta cân thêm thì đấy là những cái nguyên lý rất là cơ bản của thị trường và cũng như tất cả các bản tin khác thì những cái quan điểm phân tích ở trên bản tin tuần và trên các video đó là quan điểm cá nhân và 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 cái mục đích cuối cùng đó là cung cấp cho anh chị thêm những cái thông tin tham khảo những cái góc nhìn về thị trường và cổ phiếu chính vậy nên là các anh chị em của chúng ta sẽ cân nhắc sẽ cân nhắc kỹ trước khi xem và chúng ta cần phải có những cái phân tích phản biện lại ở những cái góc nhìn như vậy những cái điểm nào nó phù hợp với mình thì chúng ta áp dụng những cái điểm nào chưa phù hợp hoặc cảm thấy chưa nghĩ hoặc là cảm thấy còn phân vân thì đó thì chúng ta sẽ tìm thêm các cái nguồn tài liệu khác các cái nguồn tư liệu khác để chúng ta làm việc và 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 các anh chị em của chúng ta cần phải có một cái tư duy à, cái tư duy này trước đây thì hùng cũng đã từng gọi từng vấp nhưng mà sau đó thì hùng nhận ra rằng là tất cả những sai lầm của bản thân mình đều được trả giá bằng chính tiền của mình không phải trả giá bằng tiền của người khác đó chính vậy nên là tất cả các quyết định của bản thân mình là mình chịu trách nhiệm đó và mình phải có nhiệm vụ là đi tìm những cái thông tin tích cực những cái thông tin thích hợp để mà mình quay về mình áp dụng ở trên cái tài khoản của mình trong cái quá trình chúng ta giao dịch thì đấy là uh, những cái vấn đề mà hùng sẽ lưu ý với các anh chị ok thì uh, chúng ta sẽ đi uh, C2 C2 nhìn chung ở đây thì tuần vừa qua không có động lực đi nhiều đúng không anh chị vẫn ở vùng 10 uh, 19 cộng ở đây thôi, 19 19.3 và có hai cây nến đẩy lên được và sau đó thì cái xu hướng hiện tại của CA thì bắt đầu có cái xu hướng suy yếu. Và các anh chị em này thì cái này thì hùng cũng đã có phân tích cho các anh chị em biết rồi. Tất nhiên là đây là cái tất cả các chỉ báo kỹ thuật là chỉ báo chậm các anh chị nhá. Và các anh chị chỉ cần nhìn vào cái chỉ báo tín hiệu MACD thôi là các anh chị cũng đã biết được là cổ phiếu mình cầm đang khỏe hay đang mạnh, đang ốm hay đang yếu đang cần tiêm vaccine hay nó đang như thế nào thì các anh chỉ chỉ cần nhìn cái tín hiệu đường mát thôi ví dụ tín, tín hiệu đường mát nó đi ngang thì là cổ phiếu đang yếu tín hiệu đường mát nó đang đỏ thì là cổ phiếu đang yếu rồi tín hiệu đường mát mà nó cứ xanh đỏ xanh đỏ thì cổ phiếu đang sideways còn tín hiệu đường mát mà nó đang xanh mạnh lên thì đấy là cổ phiếu của mình rất là gì rất là khỏe đó đó thì nó đơn giản như vậy thôi các anh chị nhìn thấy ví dụ đây một cái giai đoạn này đúng không ạ xe bắt đầu nó tích lũy ở đây thì tín hiệu đường mát bắt đầu xanh vòng mạnh lên thì các anh chị nhìn thấy là xe nó tăng từ 14.5 mà lên được tận nhịp mắc chúng ta phân tích ở đây là 18.7 vùng 19 thế còn giai đoạn hiện tại đấy các anh chị nhìn này đỏ này xanh này đỏ này xanh thì như vậy là nó sẽ sideways ở trong một cái biên hẹp nào đó thì, thì chúng ta lưu ý là như thế thì cách nhận diện như vậy thôi thì để tránh là uh, đi vào từng cổ phiếu thì cổ phiếu nào không cũng nhắc cả thì các anh chị sẽ không nắm được nhưng mà chúng ta nắm được cái nguyên lý như vậy để chúng ta hiểu được thì xe nhìn chung ở trong tuần vừa qua thì không có đột biến anh chị nhé à, Chỉnh cung ở đây là 18.4 đến 18.6 thì nó bị gãy mất cái vùng đó Nên khả năng tuần tới thì nó sẽ làm việc ở 17.8 đến khoảng vùng 18 đó. Còn sâu hơn thì chúng ta chưa phân tích bởi vì một cái nguyên lý Và một cái nguyên lý nữa ông cũng nói luôn Đó là thủng vùng hỗ trợ cao thì nó sẽ đi về vùng hỗ trợ thấp Phá kháng cự thấp thì nó sẽ đi về vùng kháng cự cao Đấy là những nguyên lý vận hành cơ bản của thị trường và cổ phiếu Cổ phiếu DBC, đa bê, uh, 3ỗ đi bdBC Dabaco. thì Dabaco trong tuần khá là tốt nó tiếp tục hoàn thành cái nhiệm vụ là công người ta ghét ở vùng kháng cự 22 đồng thời thì nó cũng có điểm test kỹ thuật ở đây à, khả năng thì sau một cái nến rơi mạnh đây một cái nến hồi thì cái lực cầu khá là thấp nên là chúng ta cũng chưa thể đánh giá được cái cái cái, cái xu hướng và nhìn chung thì tuần tới nó cũng sẽ phải đánh giá thêm ở khoảng quanh vùng 20.5 đến khoảng vùng 21 VPG trong cái giai đoạn vừa qua, VPG 2 tuần, 3 tuần vừa qua thì VPG tích lũy Và cây nến này là một cây nến phá vỡ cái tín hiệu kỹ thuật à, tích lũy của cổ phiếu Như vậy đến thời điểm hiện tại thì chúng ta tạm thời bằng lòng với câu chuyện là gì VPG chúng ta phân tích được mắc cái target ở vùng 19.4 Và sau 2 tuần tích lũy thì đây là tín hiệu gì? Ạ? cho thấy rằng VPG bắt đầu bị mất đà Tín hiệu đường mát cực xấu Nhìn tín hiệu đường mát như thế này thì gần như là cổ phiếu nó chỉ chỉ giảm thôi các anh chị à, thì nó bị mất như này thì thôi thì là đây rồi chắc chắn là như vậy thôi nó sẽ đi về ở khoảng quanh vùng 16.5 thậm chí có cái điểm sâu hơn đó là có thể 15.8 đến khoảng vùng 16 thì cái xu hướng là đang chỉ giảm quay trở lại các anh chị nhá. Cổ phiếu SMC, SMC đó, SMC thì đây ông có phân tích cái vùng cản rất là mạnh đây rồi 14.5 đến vùng 15. Ờ, trong tuần này thì nó tiếp tục có một cây nến đẩy lên lại được gần 14.3 à đúng điểm 14.3 và sau đó thì nó bắt đầu suy yếu nhìn tín hiệu kỹ thuật này thì uh, xu hướng chủ đạo đang là chỉnh giảm như vậy tuần tới thì SMC sẽ test cung ở vùng 128 đến 13 điểm sâu sâu hơn thì đây nó sẽ có hai cái điểm sâu hơn ở đây khoảng vùng 12.2 đến khoảng vùng 12.5 thì cái điểm này thì phụ thuộc vào cái tín hiệu đây trong trường hợp phá ở trên này thì chúng ta mới tính đoạn ở đây còn trong trường hợp nó cứ ngập ngừng ngập ngừng ở đây thì chúng ta sẽ phân tích thêm uh... ADS thì uh, tín hiệu khá là tốt uh, Tín hiệu khá là tốt Và trong tuần vừa qua uh, Về mặt kỹ thuật là nó đã đạt target kỹ thuật là 16 đến 16 và trong tuần vừa qua thì nó test cung tương đối ổn định ở trên vùng 16 cộng uh, Hai cái nến kết tuần khá là ổn trong khi thị trường thì gặp khá nhiều khó khăn nhưng cái nến kết tuần như này là ổn và uh, Với cái tín hiệu hiện tại như vậy thì chúng ta vẫn thấy, có thể kỳ vọng là ADS sẽ cán ở vùng 17.5 đến khoảng vùng 18 CCL hiện tại thì chưa có nhiều đột biến và đây tín hiệu đường mã CD nó đang như này thì cái xu hướng chủ đạo là gì ạ, nó tích lũy chỉnh cung và đi ngang à, Khả năng tuần tới thì nó sẽ đi ở biên 7, à, tiếp tục test về biên 7 Còn đối với cổ phiếu này thì cũng có phân tích cho các anh chị đó là gì Chúng ta sẽ chú ý là chúng ta sẽ chơi ở trên trạc tuần Và điểm thứ nhất, cái đáy thứ nhất mà APG tạo được ở đây đó là vùng 4 Sau đó nó kéo lên ở đây là cái cản đầu tiên Đó điểm thứ hai là nó đánh từ vùng 5 mà lên được tận vùng 7 chấm mấy đây là 7.8 và sau đó thì nó sẽ có xu hướng quay trở lại cái biên à, biên cản đầu tiên đó là biên ở đây là biên 6.3 đến vùng 6.6 Do đó thì CCL các anh chị em là chúng ta không đánh vội Bởi vì khi mà chúng ta vội vàng thì chúng ta sẽ mất hết những cái vị thế tốt Đó và chúng ta chờ đợi là thanh khoản của con này càng rơi càng thấp càng tốt Và cái mức độ sau một cái giai đoạn rơi thấp thì nó sẽ tích lũy theo khả năng ngủ như vậy thì đây sẽ là gì đây là điểm mua vàng đây sẽ là vùng điểm mua vàng để chúng ta bắt đầu dự phóng một cái xu hướng ở bên này à, nó sẽ đi tiếp ở cái trang kỹ thuật bên này thì đấy là cái cách mà chúng ta uh, lưu ý đó cái nhóm thứ hai là nhóm cổ phiếu penny chúng ta phân tích pen ờ uh, một tí mbg thì nhìn chung trong tuần vừa qua là đuối rồi Ờ, nhóm pen thì uh, nó thuộc vào mười cup và gần như thì tất cả các cổ phiếu mười cup ở trong tuần vừa qua gần như là xu hướng chung là chỉnh cung 5 năm 5.5 thì sẽ đánh giá thêm và đối với cổ phiếu này thì chúng ta cũng cứ lướt thôi nói chung là tùy tùy cơ mà ứng biến bởi vì uh, những cái nhịp lướt khoảng tầm độ 5-7% phần trăm là hoàn toàn bình thường mst mst thì như vậy đây uh, mst sau khi mà đạt mắc target ở đây là vùng sáu tám thì nó sẽ chỉnh cung ở vùng 6 Điểm chỉnh cung thứ hai đó là, là vùng 5.35 đến vùng 5.5 Tức là cái tín hiệu này thì cũng đã có phân tích ở trong những cái bản tin tuần cũ Và nó bắt đầu phục hồi lên à, Tuy nhiên điểm phục hồi này thì trong tuần vừa qua dự kiến là nó có thể quay lại vùng 7 Nhưng mà với tín hiệu này thì gần như nó không thể quay lại vùng 7 được nữa rồi Anh chị Bởi vì đây khi mà cái tín hiệu đường mát nó không có cái sự chuyển pha nó không có cái sự 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 gọi là thay đổi á, thì rất khó để cổ phiếu có thể phục hồi đó thì uh, MST đây là vùng uh, 5.35, như vậy tuần tới thì khả năng 5.35 nó sẽ hồi nhẹ một tí thôi nhưng mà uh, Ông Mark ông ấy đang cắm như thế này thì khả năng là khó và nó sẽ quay về khoảng quanh vùng 5 đến khoảng vùng 5.2 Tài chính Hoàng Huy HHS thì uh, ở đây trong tuần vừa qua thì chủ đạo nó vẫn tiếp tục công cái vùng kháng cự đây đó là vùng uh, 49 đến vùng 5 À, vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây khoảng quanh vùng 46 đến vùng 47 thì ở đây các anh chị nhé thì chúng ta lưu ý thêm cái vùng hỗ trợ này trong trường hợp mà phá hỗ trợ này thì các anh chị chúng ta cũng nên chốt bớt bởi vì uh, như vậy là khả năng là cái xu hướng đi tiếp của nó là khó Sam ở đây chúng ta có vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 69 đến vùng 7 nhìn về động lực thì đây tín hiệu đường mát nó đang cắm như thế này thì khó để mà cổ phiếu có thể bật tăng mạnh được nên chủ yếu là uh, cái xu hướng sideways đi ngang uh, TTF ở thời điểm hiện tại hồi lên được 5.5 nhìn chung năm tuần vừa qua thì TTS tiếp tục bám biên đi ngang ở vùng 5 đến vùng 5.1 xu hướng tuần mới thì vẫn như vậy thôi à, có thể có lực hồi à, Tuy nhiên ở đây nó có một cái cản ngắn ở đây là vùng 5.4 đến vùng 5.5 thì lưu ý à, cổ phiếu OGC có lực hồi thì với mặt à, về mặt kỹ thuật của OGC thì cũng có phân tích một cái cản rất là mạnh đây này vùng 9.4 9.5 và sau khi hoàn cái, hoàn thành cái cản này thì nó chỉnh cung và nhìn chung 2 tuần vừa qua thì nó đang lác đác nói chung là ở quanh vùng 8.2 8.3 8.5 thì nhìn về xu hướng như thế này thì khả năng tuần tới sẽ ở khoảng vùng 8.2 đến vùng 8.3 đánh giá thêm Và để mà, mà nó tích lũy được Thì nó sẽ đi sideways ở trong một cái biên hẹp ở đây Trước khi mà Nó có những cái Tín hiệu kỹ thuật tiếp theo bởi vì thị trường hiện tại đang xấu nên gần như tất cả các mã cổ phiếu nó cũng sẽ đi ngang nó tích lũy thôi Thế là khỏe lắm rồi Thế là tốt lắm rồi Cổ phiếu LIG như vậy là sau tuần trước sau một cây nến nó dốc mạnh lên thì như vậy bao giờ nó như vậy thôi nó sẽ test đầu tiên là test 1 phần 2 ở 5.7 test sâu hơn ở 5.5 và nhìn chung ở trong tuần này thì LIG cũng đang bị chỉnh khá là mạnh tín hiệu đường mát kém như vậy xu hướng ngắn hạn thì ở sẽ ở vùng 5 còn điểm sâu hơn sẽ ở khoảng quanh vùng 4.8 Ờ, à EVG EVG là một mã cổ phiếu siêu đầu cơ và như vậy là sau khi mà hoàn thành cái vùng giá mục tiêu ở đây 7.5 đến vùng 8 tại đây thì bắt đầu bắt đầu phân tích cái sự điều chỉnh chỉnh cung đó cái quá trình chỉnh cung thì chúng ta sẽ có những cái điểm hỗ trợ và những cái điểm sóng hồi và sóng hồi này thì hồi được hai cây và gì ạ? sau đó nó lại chỉnh nhìn về tín hiệu ngắn hạn như vậy là khó để mà có thể bật được các anh chị nhé vùng 5 đến vùng 5.1 khả năng là nó sẽ đi về vùng này rồi sau đó nó có lực hồi và nó sẽ đi sideways sẽ đi sideways ở cái biên này trước khi mà nó nó phát đi những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo ví dụ À, tại sao ông lại nói như vậy ví dụ như cái nó đi sau một cái thời gian như thế tại sao ông lại nói như vậy và tín hiệu đường mát các chị nhá bắt đầu nó cắm này rồi sau bắt đầu nó nó dầm 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 và bắt đầu nó uốn lượn lên đó thì như vậy là khi mà cái tín hiệu này nó xuất hiện ví dụ như vậy thì đấy sẽ là gì đấy sẽ là cái thời điểm mà mà đó ví dụ như thế nên là vì sao mà chúng ta bảo là à nó luôn luôn biến động đó các chị thì như thế và tín hiệu đường mát nó lượn này và biết đâu được nó gióng đấy thì chúng ta sẽ gióng bên này đó giống cái thời điểm đâu đó ở đây đó Chứ không phải là cái này thì chúng ta không nói trước được và Hùng thông thường thì Hùng sẽ Căn cứ những cái tín hiệu uh, kỹ thuật của cổ phiếu hoặc là của thị trường thì Hùng sẽ đi phân tích uh, Về nhóm điện thì không có nhiều đột biến các anh chị nhé Nhóm điện thì Hùng đã khuyến nghị là hồi là bán Và PC1 ở đây thì như vậy là trong tuần nó có hồi và uh, Hiện tại thì hai cây nến kết tuần khá là yếu Và nhìn về mặt kỹ thuật như thế này thì khả năng PC1 sẽ quay về ở khoảng quanh vùng 26 GEG uh, GEG uh, G -E -G Chỉnh cung nhịp 1 ở quanh vùng 16.3 và phiên ngày hôm nay thì nó có rút chân ở 15 8 6 16 ở đây các anh chị này ở đây các anh chị nhìn thấy cái đường ngang này đúng không ạ đó chính là cái vùng hỗ trợ kỹ thuật trong ngắn hạn à, nhìn chung thì đây nó như cái nến này là cái nến hồi khá là tốt này đó thì khả năng là nó lại 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 gặp lại vùng cản ở đây đó, vùng cản đấy thì các anh chị có thể chốt bớt đi rồi sau đó nó chỉnh lại thì về cái hỗ trợ mua tức là trong ngắn hạn bởi vì là như này chúng ta phải nhìn một cái tổng thể đó thì trong ngắn hạn là gì nó đi sideways nó đi sideways thì như vậy Cái cái việc mà đi sideways thì chúng ta chỉ cần dò cái điểm hỗ trợ thì Chúng ta vào một ít Ví dụ như là 30% 50% Tùy trăm à, POV kép Cản 14 Nhìn chung thì hai cái nền kết tuần cũng đang tương đối là xấu à, Khả năng xu hướng tuần tới sẽ ở 13 đến khoảng vùng 13.2 Nhìn cái tín hiệu kỹ thuật này thì cũng khá là khó để cho POV kép phục hồi nhanh và ngắn hạn Mạnh ở trong ngắn hạn À, TV2 ở đây thì vẫn như vậy thôi Cản kỹ thuật ở đây 31.5 vùng 32 Và hỗ trợ kỹ thuật ở đây là vùng 28.5 vùng 29 Các anh chị lưu ý ở hai cái biên này Có thể đảo Nói chung là giai đoạn này có thể đảo Cổ phiếu BCG thì sau khi mà Nó đạt được mắc target ở quanh 10.2 10.5 và nhịp 2 thì nó hồi về 10.2 và bắt đầu rơi Tín hiệu trong tuần thì nó rơi đầu tiên thì nó sẽ rơi Về vùng 9.5 và dự kiến có lực hồi đây Tuy nhiên lực hồi này quá bé không đủ thuyết phục Nên là cổ phiếu bắt đầu quay trở lại Về cái vùng hỗ trợ sâu hơn Tuần tới thì chúng ta sẽ làm việc ở vùng 8.8 đến vùng 9. Rồi, ở nhóm ngành tiếp theo chúng ta sẽ phân tích mã cổ phiếu nhóm ngành Viettel thì VGI ở trong tuần vừa qua là VGI đánh hai cây cực tốt ở phiên giao dịch ngày thứ hai và ngày thứ ba. Đã có thời điểm là VGI đã cán được lên cái vùng 25, tuy nhiên lực cầu sau đó thì cũng không đủ mạnh. Hai ba cái nến này là ba cái nến tương đối xấu và cái nến kết tuần thì nó lại bị mất ở cái điểm 23.5. Tất nhiên là điểm mất này thì không quá không quá sâu, Thế nên là cái câu chuyện là chúng ta sẽ cần thêm một cái nến ở phiên giao dịch ngày thứ hai để xác nhận thêm là à như vậy là cái nến này là cái nến ngắn hạn có thể phục hồi lại thì như vậy là ok chúng ta sẽ đánh giá lực hồi phục hồi kỹ thuật ở đây còn trong trường hợp nếu như phiên ngày thứ hai mà bị mất tiếp vùng 23 hoặc 22.23.4.5 23, ở đây này thì như vậy á, thì xu hướng nó sẽ đi về 22.8 đến khoảng vùng 23 CTR trong ngắn hạn thì cũng không có nhiều đột biến cản kỹ thuật ở đây là vùng 7374 và hỗ trợ kỹ thuật ở đây là vùng 69 đến vùng 70 khả năng thì trong ngắn hạn thị trường đang hơi ẩm nên là nó đi ngang như thế là cũng là một cái cái rất là tốt rồi nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp thường sẽ phân tích cho các anh chị một số các mã cổ phiếu KBC thì hiện tại KBC tương đối tốt trong tuần vừa qua thì KBC cũng đã chính thức hoàn thành vùng giá mục tiêu 30 trên 30 và thậm chí có thời điểm là nó đánh lên được đến 30 mấy đây ta 30 chấm 30.6 gần với 31 và nó tích lũy thì cái điểm tích lũy này chúng ta cũng có thể nhìn ở đây đó là ở vùng 278 đến khoảng vùng 29 thì cái vùng tích lũy này thì chúng ta chờ để chúng ta đánh giá thêm các anh chị nhé chờ đánh giá thêm ITA ITA thì chúng ta nhìn thế này để chúng ta nắm được này đó cái vùng tích lũy này chúng ta mua này và sau đó chúng ta có thêm những vị thế gom rất là thấp ở đây và cái target một thì ở vùng 6.3 6.5 về mặt kỹ thuật là nhịp thứ nhất là ok chúng ta không phải chế tách thì nữa bây giờ chúng ta đang dò để chúng ta vào nhịp hai thì vào nhịp hai á thì ở đây là trong tuần trước thì cũng đã cái phiên ngày thứ ba Hùng đã có thời điểm Hùng bắt được ở 5.3 5.2 mấy nên 5.3 rồi và sau đó thì bây giờ nó có tiếp tục nó đi sideways tiếp tục đi ngang tức là biên ở đây là biên 5.15 5.6 thì có khả năng tùy cái này thì cũng chưa thể là là định lượng một cách gọi là 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 chính xác được nhưng mà cái cách đi ở đây á, nó đang đi này này hồi lên rồi test lại thì cái điểm test lại này là cái điểm rất quan trọng trong trường hợp nếu có thể là thị trường nó thủng chẳng hạn ví dụ như thế thì có thể nó hình thành cái sóng sẽ chỉnh ở đây thì như vậy là vùng 5 đến vùng 5.2 sẽ là cái vùng tiếp theo ở chúng ta bắt từ từ thôi các anh chị nhá à, đấy chúng ta không vội được bởi vì sao bởi vì là chúng ta không vội vàng làm gì cả khi mà tín hiệu đường MACD đang cắm đầu đi xuống các anh chị lưu ý là như thế hùng ít khi vội vàng còn trong trường hợp một đường mát mà nó xanh gì mà nó bắt, bắt bắt đầu đi lên này thì chúng ta rất vội vàng. Bởi vì là không cẩn thận là là là, là cổ phiếu nó chạy mất chứ như thế này nó còn lâu nó mới chạy được đi ngang còn sán. Đấy thì cái cách để chúng ta nhận diện như vậy. Và khi chúng ta nhận diện như vậy chúng giống như chúng ta ra đi chợ ấy. <laughs> các anh chị ra các anh chị đi mua một mớ rau. Các anh chị dạo qua chợ các anh chị thấy ôi hôm nay cái rau cải cúc nó rất là nhiều. Ai cũng bán rau cải cúc. Thì trong đầu các anh chị a ah, như vậy là cải cúc hôm nay rất là ế, đúng không? chúng ta không có gì vội vội vàng vội vàng cả có cái loanh quanh ngồi trả đá chém gió tí đi mua bắt đầu trả giá đúng không ạ? Thì như vậy là chúng ta sẽ mua được giá rẻ Thế còn trong trường hợp ngược lại hôm nay các anh chị nhà có việc cần rất nhiều rau cúc mà ra đến chợ chỉ có một hai hàng lác đác đúng không? Mua vội, mua nhanh không là hết. Đấy thì cái 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 cung cầu nó cũng như vậy thôi, từ cái thực tế ở trong cái cái câu chuyện hàng ngày về dân sinh thì như vậy là chúng ta cũng sẽ có những cái câu chuyện rất là thực tế ở trên thị trường chứng khoán à, chúng ta phải nhận diện được ở cái thời điểm nào chúng ta cần vội vàng cái thời điểm nào chúng ta cứ uh, thong thả rung răng thì đây là cái thời điểm mà chúng ta thong thả rung răng à. vội làm gì à. khi mà cổ phiếu đang như vậy và tín hiệu kỹ thuật với cả thị trường nó cũng đang ẩm nữa thì uh, ssc uh, tuần này khá là tốt phiên ngày thứ hai còn uh, thứ ba còn bung lên tận 38 rồi Ờ, trong nhịp này thì chúng ta đang dự phóng cái vùng cản kỹ thuật của nó khoảng vùng 37 38. Nói chung là đây đang cái vùng cản ngắn. Ờ, hai cây nến này thì hơi đuối, tất nhiên là lực cầu thì nó khá là thấp nên là thực ra thì 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 là đa phần là các cái tài khoản họ đang nghe ngóng ở cái vùng này. Tuần tới các anh chị chúng ta quan sát ở quanh vùng 36. Nếu có sâu hơn thì 348 đến khoảng 353. Và cản kỹ thuật thì không có gì thay đổi. IDC ở đây, đấy cản kỹ thuật 44 và tuần này thì nó không thể vượt thoát vùng 44 nên nó bắt đầu rơi, cái nến này thì khả năng cây nến đều này. đích thị là cái nến đều. Ờ những tuần tới thì khả năng vẫn còn ở 441.5, nhìn chung thì nó phải tích lũy sơ sơ ở đây ở quanh cái điểm này bởi vì tín hiệu đường mát thì hiện tại nó cũng đang khá là xấu. VGC, VGC, MAC 48 chỉnh cung. Uh, nhìn về tín hiệu thì như vậy là 42.5 đến 43 và tuần này nó đóng cửa đúng vùng 426 như vậy là sát với cái biên gọi là biên hỗ trợ kỹ thuật sau khi mà nó đánh vượt thoát uh, kháng cự đầu thì nó sẽ xu hướng quay test lại nhưng mà cái điểm test này thì Hùng thấy cũng đang chưa thực sự là thuyết phục và tín hiệu đường mát thì nó cũng chưa thực sự có cái sự chuyển biến nên khả năng là 41.8 đến khoảng quanh vùng 42 đấy là vùng dự báo Ở cổ phiếu DTD cái nến này khá là ác liệt đây này phiên ngày hôm nay nó phá vỡ vùng 28 nhưng mà nó rút chân lên nói chung từ cái đoạn này từ cái đoạn này là cái đoạn không thơm nữa các anh chị nhìn thấy không đấy từ cái đoạn này đấy từ cái đoạn này là tín hiệu đường mát nó bắt đầu nó dù, dù, đi xuống thế này thì nó không thơm nữa và những anh nào mà đua xanh là, là coi như là cái đoạn này nó nó cứ nhồi cho như thế này là các anh chị cứ mua 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 xanh bán đỏ ngay đấy ví dụ phiên này là bán đỏ xong nó nhồi lên này có khi là sang tuần nó lại nhồi lên khoảng quanh vùng ba hai ba ba À, thấy xanh lại ưng quá lại bắt đầu vào thì nó lại nhồi cho phát nữa đỏ lại về dưới này lại bán Tức là cái câu chuyện như thế nó luôn luôn bị uh, trái nẻo Còn nói chung là uh, em nay thì cũng không có gì đâu Ở đây vùng 28 hỗ trợ và vùng cản kỹ thuật thì vẫn ở vùng 34, 33.5 đến vùng 34 uh, Nhìn chung vẫn đi sideways được uh, ngang cái, cái điểm đấy là tạm đẹp rồi D2D ở đây thì uh, đây uh, 28.5 đang là hỗ trợ kỹ thuật ngắn Tuần này thì nó test kỹ thuật ở quanh vùng 29 khá là ổn cái đến ngày hôm nay thì cũng tương đối bất thường nói chung là hơi bất ngờ nó ngồi được nó tạo gáp và nó ngồi lên được chuyện trên vùng 30 cộng thì khả năng tuần tới nó sẽ có thêm cái sự test nhẹ nếu ổn nếu đúng ý đồ thì sẽ test nhẹ và sau đó sẽ kéo lên khoảng quanh vùng 31 rồi bây giờ thì sẽ đảo qua nhanh nhóm ngành xây lắp gọi là nhóm ngành bất động sản dân cư thì ở trong tuần này nhìn chung về nhóm ngành bất động sản dân cư không có đột biến và chủ xu hướng chủ đạo thì vẫn đang là xu hướng chỉnh giảm. Các anh chị lưu ý là như vậy. Và cái xu hướng chỉnh giảm này thì một số các cái mã cổ phiếu nó đang nó đang nằm ở các cái ngưỡng kỹ thuật chơ vơ Ờ, tại sao lại nói, nói là ngưỡng kỹ thuật chơ vơ Tức là ngưỡng kỹ thuật đó thì chúng ta sẽ phải cần thêm tín hiệu để xác nhận Thì gọi là ngưỡng kỹ thuật chơ vơ Tức là nó về đến cái điểm đó rồi Thì nó cần thêm một cái cây nến nữa Để nó xác nhận là à như vậy là nó tích cực hay tiêu cực Nó đi tiếp hay là như thế nào <laughs> Thì ví dụ như sell ở đây các anh chị Đó thì nó cũng là chơ vơ Hôm nay nó đóng cửa ở vùng 23.8 Và sell hôm nay thì có một cây nến khá là bất thường à, Sàn từ đầu phiên và sau đó rút chân lên Như vậy thì cái mấu chốt vấn đề ở đây là vùng 23, 23 .5. HA 23, 23.5 nó sẽ quyết định xu hướng đi tiếp của cổ phiếu trong trường hợp nếu như nó phiên ngày thứ hai mà nó tạm thế này và cái phiên như thế này là xấu tức là cái cơ hội để nó sideways ở cái biên 23 23.5 gần như không còn nữa thì khi mà cái nến này xuất hiện á thì xu hướng là gì cổ phiếu sẽ tiếp tục diện chơi tiếp nhưng trong trường hợp nếu cái cổ phiếu cái, cái cái này nó không không có và nó đi sideways được tức là nó lại có những cái điểm gì điểm phục hồi bật lên ở đây thì như vậy á thì như vậy là gì cổ phiếu nó sẽ vẫn còn cơ hội và các cái vị thế các anh chị cầm thì có thể vẫn vẫn tiếp tục cầm lại được để chúng ta chờ cơ hội thêm đấy hiểu nôm na nó là như vậy <laughs> cổ phiếu DIG như vậy là chính thức đến thời điểm hiện tại là cái target kỹ thuật ở vùng 22 đến vùng 23 thì DIG đã vượt qua và chính thức đạt được trong tuần này và trong tuần trước thì cũng có ngắm đến một cái cản kỹ thuật nó cao hơn đó là vùng 24 đến vùng 25 nhưng với tín hiệu này thì gần như là cái 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 xu hướng này tạm thời là chúng ta cần phải gác lại rồi đúng không? bởi vì sao? bởi vì nếu để lên được vùng đó thì cái vùng kỹ thuật ở đây nó phải là vùng 21.5, vùng 22 nó phải giữ lại được. À, nhìn về mặt xu hướng thì khả năng Dg tuần tới nó sẽ có thêm những cái điểm chỉnh cung kỹ thuật lại ở khoảng vùng 20, 23. đó. nói chung là nó sẽ chỉnh cung kỹ thuật ở đây và tích lũy đây để đánh giá tiếp. HDG cũng bị bán ở trong tuần vừa qua nhưng mà nó vẫn có một cái điểm tích cực hơn đó là vùng 38 hiện tại 38 vẫn đang giữ được và cản kỹ thuật nó ở vùng 39 đến vùng 40 và ở trong các cái nhịp phân tích ở trước đây thì target kỹ thuật vùng phân tích đó là vùng 38.5 cộng thì hiện tại đến thời điểm này cái target này đã quá hoàn thành luôn tức là nó lên được vùng 39.5 rồi như vậy là hơn 1.000 đồng trên một cổ phiếu so với uh, cái cái vùng phân tích dự kiến uh, đối với cổ phiếu HDC thì gần như nó cũng đã chính thức hoàn thành cái vùng giá mục tiêu đó là vùng 30 trên 30 ở trong cái video tụi hùng phân tích tuần trước tuần này thì nó bắt đầu chỉnh cung điểm chỉnh cung dự kiến đầu tiên là 29.5 và vùng 29.5 đây các anh chị chỉnh xong hai cây nến liền sau nó nó xác nhận là nó không thể lấy lại được cái vùng 29.5 và cái hệ quả là phiên ngày thứ năm và ngày thứ sáu đã bị đạp tương đối mạnh đó tín hiệu đường mát cắm dùi như thế này thì cổ phiếu nào nó tăng được đâu các anh chị đúng không <laughs> và tuần này thì nó đóng đúng cái vùng hỗ trợ dưới 28 nhưng khả năng theo quan điểm của hùng thì vùng 28 khó giữ và mục tiêu uh, thì nó sẽ có thể về đến vùng 26.7 đến khoảng vùng 27 đối với HDC nhà từ nhà từ liêm uh, nhà từ liêm nhà từ liêm thì ở đây chúng ta thấy rằng là nhà từ liêm uh, dự kiến là trong dự kiến là target dự kiến là gì nó sẽ bứt cản hai sao để đi tiếp. Với điều kiện cần và đủ đó là biên 24.5 phải được giữ vững nhưng biên 24.5 nó bị phá. cái nên này có hồi, tuy nhiên lực hồi này khá là yếu. Uh, khá là yếu nên uh, cái xu hướng uh, về mặt kỹ thuật ở đây nó sẽ quay trở lại những cái vùng ở đây là khoảng vùng 21.8, vùng 22.3 đến khoảng vùng 2.5. Đây là vùng uh, target uh, gọi là vùng 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 chính cung dự kiến của nhà tư liêm. cổ phiếu Nam Long Nam Long thì cũng chính thức là đạt được cái target 35 trên 35 trong cái nhịp phân tích này và tuần này phân tích nhịp chỉnh đó chỉnh đầu tiên nó sẽ về 33.4 nhưng mà vùng này có hồi những hồi không đáng kể và đây là những cây nến mà thể hiện cái sự yếu kém rồi như vậy thì tuần tới nó sẽ test về vùng 32 trong trường hợp xấu hơn thì chúng ta phải tính toán ở vùng 31 đến khoảng vùng 31.3 KDH là một cái mã cổ phiếu khá là tốt Nhìn về mặt xu hướng, nhìn về mặt tín hiệu khá là tốt đấy các anh chị nhé Sau một cái giai đoạn đi và nó bật lên được Tuy nhiên tín hiệu uh, tuần này thì chưa xấu Bởi vì là nếu như mà cái cây nến này mà nó mất vùng 30.5 ở đây thì mới gọi là xấu Nhưng nó lại rút chân lên được Như vậy thì khả năng tuần tới nó vẫn còn cái điểm rơ lắc ở quanh vùng 30-30.5 đến khoảng vùng 31 ở đây Nó xa quay ở quanh vùng này thì chúng sẽ đánh giá thêm Còn nếu như trong trường hợp mà nó bị mất Nó xuất hiện một cái cây nến đặc nó đỏ mà nó bị đè mất cái vùng này và sau đó nó xác nhận không lấy lại được thì đấy là một tín hiệu xấu và chúng ta sẽ cần phải diện ạ hạ bớt tỷ trọng bởi vì chúng ta không phải là chúng ta không phải là tạo lập chính vì vậy nên là chúng ta phải nương theo thôi chứ còn không có cách nào cả đạt phương ở đây đạt phương ở đây là vùng diện cản kỹ thuật ở đây 35 35 35.5 đến khoảng vùng 36 thì ở đây tín hiệu khá là yếu nhìn tín hiệu này thì yếu rồi đạt phương tuần tới sẽ chỉnh về khoảng quanh vùng 32 và cũng hoàn toàn tương tự như vậy gọi là điểm kỹ thuật chơ bơ và tại cái vùng 32 này thì chúng ta sẽ đánh giá thêm thủng 32 không lấy lại được 32 thì là xấu nhưng mà tích lũy được vùng 32 thì nó vẫn là tạm được gọi là tạm chấp nhận được HQC sau một giai đoạn à, tích lũy đi ngang thì cái nến này là cái nến xấu cái nhìn này cái nến này là cái nến xấu này Tức là nó bị rơi ra khỏi biên 4.35 là xấu Và như vậy thì nó sẽ đi về vùng 4.2 Và điểm sâu hơn sẽ ở khoảng vùng 4 đến vùng 4.1 SCR trong tuần thì cũng không có nhiều đột biến Nhìn chung là cản kỹ thuật thì nó vẫn là gì Vẫn là 8.5 à, Tín hiệu này thì hơi hơi đuối Và khả năng thì sẽ về lại ở vùng 7.75 Đó là vùng hỗ trợ kỹ thuật ngắn Thì chúng ta sẽ đánh giá thêm LDG Đó LDG thì Sau khi mà nó hồi vùng 5.4 thì nó chỉnh cung thôi Trong tuần này thì ông có dự báo nó chỉnh cung và biên chỉnh kỹ thuật ở 4.8 đến khoảng vùng 5 à, DRH sau nhịp kéo thứ hai thì nhịp này tuần này thì ông cũng dự báo là cổ phiếu nó sẽ có xu hướng test lại Ở đây vùng 6 đến khoảng vùng 6.2 Đóng cửa vùng 6.31 Khả năng uh, tuần tới thì cái vùng 6 đến vùng 6.2 này sẽ test lại và sẽ phải đánh giá thêm cái xu hướng, cái khả năng chịu tải ở quanh vùng 6 để nhận diện thêm cái đường đi uh, của cổ phiếu. Rồi, uh, bây giờ thì chúng ta sẽ đi uh, phân tích sang một số các cái nhóm ngành tiếp theo gồm uh, nhóm thép, vật liệu đầu tư công. Hà Nội nắng quá các anh chị. Hôm nay nắng quá rồi nhóm thép Hòa Phát thì ở trong thời điểm hiện tại là có một cái tín hiệu tích cực đối với nhóm thép đó là giá thép thì đang phục hồi quay trở lại, quay tăng trở lại. đấy là điểm cộng. thế còn điểm trừ là thị trường đó, thị trường của chúng ta gặp khó ở vùng cản, đấy là điểm trừ. thì chúng ta cũng sẽ phải phân tích dựa trên rất nhiều yếu tố và cái điều quan trọng nhất đó là tín hiệu kỹ thuật thì ở trong tuần vừa qua Hòa Phát tiếp tục leo lên được thêm mấy bậc đúng không ạ, suýt soát lên được đến vùng 27 và đây đang là có hai cây nến chỉnh cung và test tích lũy quay trở lại. <laughs> Bản thân thì trong phiên giao dịch ngày thứ hai thì nó cũng đã test này, đây là cây nến test tích lũy này khá sát với vùng 25 và sau đó nó lấy chân lên vùng 25. Ở phiên ngày thứ ba thì cũng như vậy nó test lại vùng 25 và nó rút chân lên uhm, đóng cửa vùng 26.15 như vậy tuần tới vùng 26.5 đến khoảng vùng À, 25.6 đến khoảng vùng 26 ở cái vùng này thì chúng ta sẽ tiếp tục cả đánh giá thêm cái xu hướng kỹ thuật của thị trường cũng như cổ phiếu à, Cổ phiếu Hoa Sen, Hoa Sen hôm qua làm cây hơi ác Thì ở đây Hoa Sen là cản là cản 17 Cản ở đây là 17 các anh chị và tuần này thì nó tiếp tục tuần trước nó công 17 rồi và tuần này nó tiếp tục công 17 nhưng công không thành rất khó khăn ở cái cản 17 đấy các anh chị nhìn thấy ạ đó cái nến này là hơi xấu và cây nến này thì có phục hồi tuy nhiên cái lực phục hồi này thì nó cũng chưa thực sự là thuyết phục ờ, chưa thực sự thuyết phục chính vậy nên là vùng 16 16.2 khả năng thì ở vùng này thì cũng sẽ đánh giá thêm cái mức độ tích lũy uh, chịu nền chịu tải của nó ở đây để chúng ta sẽ đánh giá cái lực hồi uh, cổ phiếu Nam Kim uh, cây nến ngày hôm qua cũng là khá là, là 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 xấu bản thân thì trong phiên ngày giao dịch ngày thứ hai và ngày thứ ba là đẹp À, khi mà Nam Kim test tích lũy ở vùng 17.6 đến vùng 7.8 thành công và nó có rút chân lên trên vùng 18 cộng Tuy nhiên là cây nến ngày thứ năm thì nó phá vỡ hết cái tín hiệu của tất cả những cái sự cố gắng nỗ lực ở đây à, Và với một cái cây nến như thế này thì nó phục cái sự phục hồi này thì nó cũng không thực sự là gì, không thực sự là mạnh Chính vậy nên là cái khả năng mà nó sẽ quay tiếp ở khoảng quanh vùng 16.8 đến khoảng vùng 17 là cao Tức là nó sẽ... Rồi về đây để nó tích lũy tích lũy trở lại thậm chí là có thể là nó về cái vùng sâu hơn nhưng trước mắt thì chúng ta sẽ đánh giá ở vùng này trong phiên giao dịch ngày thứ hai uh, Ờ VGS dự kiến là kéo lên vùng 20 20.5 ờ uh, nhưng trong tuần này thì nó chỉ kéo lên lại được vùng 19 thôi và nó tiếp tục đi sideways ba cái nến sau thì nó hơi xấu hơi xấu anh chị và đặc biệt là tín hiệu đường MACD đó tín hiệu đường MACD cắm đầu như vậy vậy thì chúng ta sẽ có ở đây là gì tuần tới thì cái biên 17.5 thì nó là đương nhiên nhưng dự kiến có khả năng sâu hơn nó sẽ test về khoảng quanh vùng 17 cổ phiếu TVM TVM thì các anh chị nắm được rồi thứ nhất là nó chạm cản 6.7 đến vùng 7 ở đây thì sau đó thì nó gì nó bắt đầu nó sideways từ cái thời điểm đó là nó bắt đầu nó sideways nó đi tuần này thì cũng đuối này và các anh chị để để ý thấy là kể từ cái thời điểm mà nó đạt được cái mốc 7 á thì cái tín hiệu đường mát nó bắt đầu suy yếu và ở đây khi đường mát nó suy yếu thì nó chỉ đi vòng lên rồi nó chỉnh xuống, vòng lên rồi nó chỉnh xuống. Đấy. Và vùng 6 đến khoảng vùng 6.2 thì chúng ta sẽ chờ để chúng ta đánh giá thêm cái khả năng chịu tải ở vùng này. À, cổ phiếu TLH ở đây cản 8.5 và một phát 8.5 ở trong tuần trước nữa. Tuần này tiếp tục 8.5 và không vượt được. Cố vượt nhưng không vượt được nên là ở đây sẽ 7.5 tuần tới sẽ đánh giá thêm ở cái mức độ hỗ trợ 7.5 còn đối với hai mã cổ phiếu này thì cũng có nói với các anh chị rồi đó là chúng ta sẽ ngắm ở trên một cái góc độ uh, nó dài nó dài hơi và chính vì dài ấy, nên là chúng ta sẽ có những cái vị thế rất chậm rất chắc và rất từ từ ví dụ như vậy ví dụ như quanh vùng 7.15 tuần tới có vùng 7.15 7.2 đây ví dụ đây thì đây sẽ là những cái vùng vị thế chúng ta ăn thêm rồi chúng ăn từ từ thôi chứ còn con này đừng không đánh vội được và hiện tại là tạo lập người ta đã tích lũy được một cơ số cổ phiếu cơ số cổ phiếu thì họ sẽ để cho gì ạ họ sẽ để cho nhỏ lẻ nhảy hết ra cái trận đấu này đó có mấy ông nhỏ lẻ bâu vào khó chịu lắm các anh chị các anh chị cũng biết khi mà tay to mà các anh chị nhiều tiền ấy các anh chị có hàng trăm tỷ hoặc là các cái đội của các anh chị mà có khoảng hàng nghìn tỷ chơi với nhau ấy thì những cái ông mà khoảng một hai trăm triệu mà 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 gọi là là điêu vào hoặc là biếu vào là các anh chị cảm thấy khó chịu lắm đấy là cái quy luật chung cái quy luật chơi của của xã hội rồi đó, chứ nó không 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 không, không dành cho mình nó không dành cho anh em mình các anh chị nên là mình bắt buộc mình phải lựa hả mặc dù hắn rất khó chịu nhưng mình vẫn có cách để trị hắn bằng cách là gì kiên nhẫn từ từ đấy kể cả đến cái đoạn ông rũ mà ông rũ mãi ông không rũ được thì tôi vẫn có cách để tôi tôi vẫn cứ ở trên thuyền hoặc là có những cái điểm ông rũ về đẹp quá thì tôi lại gom thêm thì lúc đấy nó cũng chịu chết đúng không và nó cũng phải chấp nhận một cái lượng nhà đầu tư nhỏ lẻ nào đó nhưng nhưng mà sẽ không nhiều đó nhưng mà sẽ không nhiều và những cái nhà đầu tư nhỏ lẻ nào đó mà chịu được nhiệt và vào được thì đấy sẽ là những con sói rồi và như vậy thì đương nhiên là chúng ta sẽ có những cái trang kỹ thuật ví dụ như đây các anh chị này đây ví dụ như cái trang này ở những cái xe này thì đương nhiên đây là những cái nhịp mà diện nó dốc cho nhỏ lẻ đứt này đấy rồi nó mới chiến này rồi nhịp này nó cũng giáp cho nhỏ lẻ đứt này rồi nó tiếp tục mà đẩy nữa này đấy rồi sau đó thì gì các anh chị cái mô mô tiếp của nó bao giờ như thế sóng hồi đạp rồi sóng hồi tất nhiên là khi mà nó lên đến cái vùng này tức là nó kéo từ cái vùng tận vùng 2 vùng 4 này vùng 2 mà lên đến tận vùng 20 các anh chị 10 lần thì thì lên đến cái vùng này thì thì thôi ăn ít ít thôi đúng không ạ đấy nhưng mà những cái vùng dưới này là nhất quyết là nó sẽ rũ này thì ở bên này cũng như vậy thôi theo quan điểm của hùng là nó sẽ phải 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 rũ sạch sẽ luôn đó nó tùy từng cách nhưng mà nó sẽ rũ làm sao đấy để 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 nó nó ít cái sự đeo bám nhất của nhà đầu tư nhỏ lẻ nó rất là khó chịu uhm, rồi nhóm đầu tư công vật liệu đầu tư công chúng ta phân tích mã cổ phiếu ksb hình như là đầu tư công thì trong tuần vừa qua cũng không có nhiều cái đột biến lắm KSB thì cũng vẫn tương đối là đẹp bởi vì nó vẫn giữ được vùng 288 đến vùng 293 cá biệt có thời điểm lên được đến vùng 31 như vậy khá là tốt kỳ vọng ở đây thì có thể kéo lại vùng 31 32 PLC thì như có cái nến hơi à đây cái nến này là cái nến rũ này rũ khá là khiếp ấy cái nến này thì gần như ai cũng hoảng Kết phiên thì nhìn chung ở trên chạc kỹ thuật tuần thì 37.2 vẫn là cái vùng dự kiến chỉnh cung thì vẫn khá là, là ổn. À, tất nhiên là cái điểm cầu đang lực cầu đang khá là thấp nên là để mà gọi là tăng mạnh thì gần như cũng không có nhiều. À, BCC chỉnh cung, chỉnh nhịp 1 là 14, nhịp 2 thì khả năng sẽ chỉnh xuống 13.5 và nhịp 3 thì khả năng sẽ về sẽ rơi về lại ở đây là khoảng 13 đến khoảng vùng 13.2. 13 đến khoảng vùng 13 hai anh chị Ok về đến đây thì đánh giá thêm Nhóm đầu tư công gồm mã cổ phiếu vcg Vcg xong chia cổ tức thì trong tuần vừa qua kéo khá tốt tiệm cận sát vùng 22 Nhưng ba cây nến này là ba cây nến tương đối xấu và tương đối yếu như vậy á thì khả năng khả năng thì VCG sẽ ở vùng 20.8 tuần tới chúng ta sẽ đánh giá thêm cái khả năng tích lũy ở đây trong trường hợp nếu bị mất vùng 20.8 ở đây thì chúng ta cũng sẽ nên bán bớt cổ phiếu ra các anh chị nhé FCN cũng bị đạp tương đối là mạnh vùng 16.5 16.6 trong tuần này tiếp tục công lại nhưng công không thành ba cái nến này là ba cái nến thể hiện cái sự suy yếu của FCN nên là cái xu hướng của FCN 14.7 đến vùng 15 C4G cũng đang chỉnh cung và chỉnh nhịp 1 nó sẽ test lại vùng 38 nhịp 2 nó sẽ test lại vùng 3.5 hiện tại thì tuần này nó đang đóng ở 13.6 cho nên là cái tuần tới cái điểm 13.5 này nó sẽ có một cái vị thế rất là quan trọng trong trường hợp nó vẫn tích lũy lường khừng được ở trên này thì là tốt nhưng nếu nó thủng vùng 13.5 thì chúng ta phải tính toán ở những cái vùng hỗ trợ sâu hơn đó là vùng 13 hoặc là thậm chí sâu hơn đó là vùng 2.5 bởi vì chúng ta không chống lại được cái xu hướng cổ phiếu và chúng ta chỉ dựa vào cái xu hướng kỹ thuật của từng cổ phiếu để chúng ta phân tích, chúng ta dự báo đường đi. Ví dụ như vậy, ví dụ như là chúng ta đang cầm vị thế trên này thì chúng ta xác định à như vậy là nếu về đến vùng 12.5 thì cái mức chịu lỗ của chúng tôi tôi vẫn chịu được thì như vậy chúng ta cầm. Nhưng chúng ta phải chủ động trước, <laughs> chúng ta phải xác định được là cổ phiếu nó khả năng nó sẽ rơi về đâu. Như thế thì chúng ta sẽ bình tĩnh để chúng ta xử lý trong mọi cái tình huống. Chúng ta không bị động. LCG thì như vậy là 14 ở đây, khá là căng tuần này không có nhiều đột biến và nó đang test lại ở 13.3 khả năng vùng này sẽ khó giữ và tuần tới uh, sẽ ở khoảng vùng 13 lanh quanh bám biên ở khoảng quanh 13 g36 g36 như vậy là vùng 10 đến vùng 10.5 như vậy là mark target rồi uh, vùng 11 11.3 như vậy ở đây ngắn hạn là chưa thể mà chưa thể nào mà 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 vươn lên được cái kịch bản đó rồi bởi vì khi lên đến vùng 10 10.5 mà cái xu hướng bị đạp như thế này đặc biệt là tín hiệu đường macd đó, cắm như thế này thì lấy đâu nữa mà đi Như vậy tuần tới sẽ ở vùng 9 Và cái điểm kỹ thuật nhẹ nhàng hơn Ở vùng 8.3 đến 8.5 sẽ tiếp tục đánh giá à, Nhóm ngành dầu khí ngắn hạn thì cũng không có nhiều đột biến PLX thì nó đang đi sideways ở trong một cái biên Đó đây Thì à, cũng có phân tích cho các anh chị rồi Ở vùng 37, 37.2 này Đây là vùng hỗ trợ kỹ thuật Thì ở đây này tiêu phát ở đây thì ăn cũng được cái T cộng này nhưng mà những bác mà lại hăng máu mà mua 382, 38.5 ở đây thì lại mất cái T cộng này Rồi có thể là tuần tới nó lại tiếp tục là đá về đây vùng 37, 37.2, 37.3 Thì có thể nó lại có nhịp hồi, nói chung là trong ngắn hạn thì PLX không có vị gì cả uh, PVS cũng gặp một cái kháng cự tương đối là căng thẳng ở đây Đó là vùng 34, 2 tuần, 3 tuần sideway đi ngang, điểm test kỹ thuật đây này Phiên giao dịch ngày thứ hai là nó có quay lại vùng 31.5 và nó kéo lên. Tuy nhiên điểm kéo này thì nó cũng chưa thực sự có thuyết phục nên là khả năng tuần tới thì cái điểm 31.5 nó sẽ tiếp tục quay trở lại. Còn điểm sâu sâu hơn đấy ở dưới này thôi. Đây là vùng 297 đến vùng 30. PVD hiện tại cũng gặp cản mạnh ở vùng 25 đến vùng 25.5 26 ở đây, đây là cản rất mạnh của PVD. Và trong tuần thì nó cũng test nhẹ ở đây có kéo. À, tuy nhiên ba cái nến kéo này thì cũng chưa thực sự là thuyết phục đâu. Tuần tới thì khả năng sẽ test về khoảng quanh vùng 24 và đây cái gì nhỉ? Tín hiệu đường mát vẫn đang tương đối là 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 xấu, tức là gọi gì ạ? Cắm đầu. Nên là khi mà uh, tín hiệu cắm đầu như vậy thì nó khó để mà nó 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 tăng. Ờ uh, BSR BSR cản kỹ thuật ở đây là vùng 18, à, các cái nhịp trước đây thường có phân tích này, tuần trước nó đâm được trên 18 182, tuần này thì gần như cũng không lên được, quanh 17.8 thôi, bám biên quanh 17.4 và tín hiệu đường mát kể từ cái thời điểm này, tức là kể từ cái thời điểm mà nó đạt được mac 18 thì nó cái tín hiệu đường mac nó tương đối là ẩm, tuần này thì đang suy yếu mạnh hơn, nên là tuần tới nó sẽ ở khoảng vùng 18, 16.8 đến 17, tích lũy lại ở vùng đó à, oi 10 ở đây là vùng hỗ trợ kỹ thuật vùng 10.6 10.8 đang là vùng cản tạm thời các anh chị cứ đánh ở trong cái biên này thôi chứ còn oi cũng không không có nhiều <laughs> nhiều yếu tố trong thời điểm hiện tại và đặc biệt là tín hiệu đường mát tương đối yếu ở à, bên này là một đường mát xanh bên này là một đường mát xanh thể hiện cái sự cái cái, cái chu trình đi lên của cổ phiếu À, và bên này là đường mát đỏ thể hiện cái chu trình uh, suy yếu đi ngang hoặc là cái sự trình <laughs> giảm của cổ phiếu Đó. <laughs> à, nhóm banh thì nhìn chung cũng không có nhiều đột biến vb banh trong tuần vừa qua nó cũng không có nhiều yếu tố dự kiến kéo nhưng mà như thế này là tín hiệu như này là suy yếu rồi và như vậy là vb banh cái uh, cái 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 xu hướng trong ngắn hạn xu hướng trong ngắn hạn là sẽ quay về test lại nền ở đây là vùng 19.3 19.5 Techcombank cũng chỉnh rồi, không có lực đi nữa, tức là dự kiến kéo lên được vùng 34 nhưng mà hai cái nến này là hai cái nến yếu rồi. Như vậy là sẽ chỉnh về 32 và nếu 32 thủng thì lại phải đi về vùng hỗ trợ sâu hơn. MBB cũng không có động lực đi một phiên tăng mạnh và hai phiên sau thì bắt đầu lại rụt lại. thì cái đích đi đến có thể MBB vẫn có thể tiếp tục lên được đến vùng 21.5 đến khoảng quanh vùng 22. nhưng trong ngắn hạn tức là trong tuần tới thì cái xu hướng nó lại quay trở lại nó test và test thành công thì mới đi tiếp. TPBank ở ừ, TPBank hơi hơi đuối rồi đấy. đấy. có hồi nhẹ như vậy đây gọi là hồi nhẹ và bắt đầu uh, tiếp tục quay trở lại ạ? test ở vùng 18 điểm test này thì hơi 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 đuối nên là khả năng để mà đánh giá một cái lực phục hồi luôn thì nó hơi khó và khả năng thì nó sẽ phải đi 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 uh, về cái vùng hỗ trợ sâu hơn ở trong cái nhịp này SHB SHB va cản 12 năm à 12 8 đến 13 và hiện tại thì chúng ta thấy xuất hiện một cây nến đỏ và cây nến liền sau đó thì nó không lấp lại được cái phần nào của cây nến đỏ trước đó cho thấy rằng là trong ngắn hạn thì SHB cũng gặp cái sự suy yếu chính vì vậy nên là 12.3 và thậm chí cái điểm sâu hơn đó chính là gì ạ cái điểm một ở kỹ thuật ở dưới này đó thì chúng ta sẽ tính toán thêm nhưng mà trước mắt sẽ là vùng 12.3 sẽ chỉnh cung quanh về đấy vib à cũng chưa chỉnh mạnh lắm nói chung là thị trường hơi khoảng nhưng mà vib nó vẫn giữ được à, tất nhiên là cái điểm giữ này thì gọi là giữ theo thời gian thôi chứ còn về về mặt xu hướng thì khả năng là 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 nó sẽ tiếp tục tiếp tục đẩy lên đẩy lên thôi còn chưa chưa chơi chưa được chưa phục hồi mạnh được Rồi nhóm ngành cuối cùng mà chúng ta sẽ đi phân tích qua là nhóm ngành chứng khoán hiện tại thì nhìn chung nó vẫn đang gọi là được tích cực hơn cả Tuy nhiên trong ngắn hạn thì các anh chị để ý rằng là tất cả các mã cổ phiếu chứng khoán thì gần như là cái tín hiệu đường mát đang xanh và tuần này thì bắt đầu chuyển sang đỏ tức là có cái sự suy yếu nhất định đó còn suy yếu đến đâu thì chúng ta sẽ chờ để chúng ta đánh giá thêm các cái phiên giao dịch ở trong tuần mới ở nhìn chung lực VCI ở đây điểm chỉnh 136.7 và điểm chỉnh 2 dự kiến sẽ ở khoảng quanh vùng 35 Nói chung là nó sẽ quay lại cái vùng này 35 35 33 ba đây này khả năng là như vậy đó HCM tuần vừa qua có một điểm tức là HCM tuần vừa qua là vừa chỉnh cung đúng không ạ vừa kéo chỉnh về ở đây là chỉnh về 28 và có một lực kéo lên vùng 29 cộng rồi lại có một điểm chỉnh cung Uh, như vậy uh, thì uh, tuần tới cái điểm 28 này nó cũng sẽ trở thành một cái điểm phân kỳ tương đối là quan trọng đó Nó lưng chừng các à, anh chị và chúng ta chờ đợi những cái nến liền sau nó để chúng ta đánh giá xem Xem là tích cực hay là tiêu cực SSI trong tuần thì nó cũng chưa thể bứt được cản 27 và nó bắt đầu diện Có cái sự chỉnh cung quay trở lại Như vậy tuần tới thì SSI kỳ vọng ở vùng 25-25.3 tích lũy thành công để tiếp tục kéo long trở lại Thì đối với SSI như vậy cổ phiếu VND à, tuần này nó tiếp tục công cản 19.8 đến vùng 20 và cả này không thành nên nó lại bay lại đây 18.5, 18.7 và cái xu hướng kỹ thuật ở đây thì chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta đánh giá thêm à, trong trường hợp nếu mà cả cái cái hỗ trợ đó bị thủng thì cái hỗ trợ sâu hơn ở khoảng quanh vùng 18. SHS hôm nay có cây nến đều cây nến này là cây nến đều à, và nhìn chung kết phiên thì vẫn ở đóng được ở trên vùng 13 như vậy là tạm là tạm tạm xem một tích cực nhưng khả năng tuần tới thì cái vùng 13 này khó giữ mà nó sẽ đi ở khoảng sideways ở khoảng quanh biên 13 mẹ à, 12.5 khoảng 13 thì đánh giá thêm. MBS cản 20 và tuần này bị mất vùng 19.2 nên xu hướng kỹ thuật ở đây sẽ đi về vùng 17.5 đến khoảng vùng 18 SBS ở đây đó là vùng uh, tuần trước cũng có nói nhỉ, vùng 83 85. Điểm chỉnh 1 thì nó sẽ chỉnh về 79 và điểm chỉnh 2 thì khả năng sẽ chỉnh về vùng 73 và xu hướng hiện tại thì 73 rồi. Và thậm chí điểm sâu hơn sẽ là vùng 69 đến vùng 7 các anh chị nhá, bởi vì trong thời điểm hiện tại thì cái đường MACD đó nó bắt đầu có cái sự uh, cái sự suy yếu. Khi mà nó vươn lên được cái vùng cản kỹ thuật ở trên 8 thì nó bắt đầu nó suy yếu. VX như vậy là cũng quá tuyệt vời rồi các anh chị. VX nó đi một cái hành trình mà không thể tuyệt vời hơn nữa rồi. Từ cái vùng ở đây ở vùng bốn và đến thời điểm hiện tại là max target là 12 trên 12. Như vậy là gần 100%. Đấy có 1 tỷ là chúng ta có 2 tỷ. Đối với mã cổ phiếu VX và cái tính tạo lập của cổ phiếu VX rất là hay và thường thường thì cũng cái cổ phiếu này khá là có duyên. Đánh thì thường là có ăn cái tính tạo lập nó khá là hay và chúng ta sẽ chờ đợi một cái nhịp chỉnh cung mạnh mẽ rồi chúng ta sẽ bắt đầu lựa lựa cái điểm vào hiện tại uh, như vậy là cái điểm vừa qua trong tuần vừa qua nó mất vùng 11.7 nên là khi mà điểm đó nó bị mất thì xu hướng sẽ là 10.2 10.5 tuần tới nó sẽ kiểm tra vùng này và trong trường hợp cái vùng này bị mất thì như vậy là cổ phiếu gần như nó là bắt đầu kết thúc một cái trend tăng và nó sẽ bắt đầu đi vào một cái trend giảm và cái trend giảm đó thì nó có thể là vài tháng các anh chị nhìn thấy nhỉ Chứ không phải ngày 1, ngày 2 đâu nên là chúng ta đừng có vội Các anh chị nhìn thấy là cái trend tăng này Để có được cái trend tăng này thì cổ phiếu VX nó cũng đi từ năm 2023 Như vậy là 6 tháng 6 tháng để VX có một uh, một cái nhịp tăng Thì cũng có thể có 6 tháng Tức là từ giờ đến hết năm để VX có một cái nhịp giảm Đó nên là các anh chị đừng có vội vàng bắt đáy các anh chị nhá Đó thì nó nó như vậy Ý ý nôm na nó là như vậy Còn có lướt lát thì thì lướt ví dụ như thế. Chứ còn nếu mà để bắt đáy cầm dài thì đấy sẽ không phải là một cái phương án tốt và tối ưu. AGR trong tuần thì chủ đạo nó đạp lên được một ít và chỉnh cung. Nhìn như thế này thì xu hướng sẽ là 13.6 đến 14. Ở đây vùng này sẽ uh, tiếp tục test tích lũy ở đây và uh, chỉnh cung thành công thì như vậy là chúng ta sẽ đánh giá thêm anh chị nhá. APS thì trong tuần thì cũng có tuần trước đúng không? Tuần chúng ta phân tích uh, mã cổ phiếu APS thì lúc đó chúng ta chưa có cái thông tin gọi là khởi tố. Thế còn uh, sau đó thì khi mà có thông tin thực khởi tố rồi ấy, thì cũng đã làm một cái video chúng ta view lại cái hành trình một số các cái nhóm ngành từ uh, ví dụ cổ phiếu ACB, cổ phiếu BIDV, rồi cổ phiếu FLC, rồi cổ phiếu uh, TVC đấy, những cái mã cổ phiếu mà bị dính án thì cái quá trình mà cổ phiếu nó nó đạp ấy thì nó sẽ đạp rất mạnh ở đằng sau đó. Và nó đạp đến bao giờ thì thực sự để mà nói nó đạp đến bao giờ thì nó phụ thuộc vào cái lượng hàng tay to người ta nắm. Và người ta sẽ tìm thấy được những cái điểm gọi là điểm thuyết phục. Đó thì khả năng khả năng với các anh chị nhá, bởi vì là tay to khi nó bắt nó bắt một cái cục cục sàn này nó sẽ bắt sạch. Và sau đó nó kéo thì ở đây là cái điểm sâu nhất là vùng 4 này thì trong ngắn hạn là có thể 7.5 ở vùng 6 vùng 4 thì cái này thì không ai giám sát được và nếu như các anh chị muốn chơi game thì chúng ta phải theo dõi ở trong phiên cái phiên nào mà nó chơi hết sàn đấy thì đấy có thể là cái thời điểm mà chúng ta đánh tê thôi chứ còn có những cái trường hợp là sau khi nó ăn hết cái cục đó nó đẩy lên một hai nhịp rồi sau đó nó lại nó lại đạp tiếp đấy thì chúng ta lưu ý nhá ở ờ, chơi với hàng nóng là chúng ta cứ bình tĩnh đừng có vội VDS ở trong tuần thì khá là ok nhìn chung thì vẫn đang khá là tích cực ở trên vùng 14 ở đây thì nó tiếp tục test ở biên 12.8 đến khoảng biên 13.3 tám đến 13.3 thì đây sẽ là biên tích quỹ ở tuần tới trong trường hợp nếu mà giữ được cái này biên này mà vẫn không bị phá thì chúng ta cứ cầm còn phá thì chúng ta bán bớt đấy là cái 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 cách như vậy chúng ta chả có gì phải phải chống lại cả chúng ta càng gồng chúng ta càng chết đấy trong cái trường hợp ví dụ rất nhiều anh chị em là bắt đầu ví dụ nó xuất hiện một cây nến đỏ như thế này ví dụ thôi nhá là bắt đầu thì bắt đầu là chết cha rồi nó thế này thế chắc là phải mua thêm là về đây các anh chị múc múc một phát nữa đó rồi xong đó nó lại tiếp tục nó lại chơi như một cây nến đỏ nữa lại múc tiếp cứ múc như vậy cứ múc như vậy thì vô hình dung là lỗ này lỗ ở đây nhá sang này, về đây lại lỗ tiếp lại trồng lỗ này lỗ trồng lỗ và về đây lại múc tiếp và đến về đến đây thì hết vốn ví dụ như vậy hết vốn và sau đó thì chúng ta ôm một cái lỗ một cái 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 giá vốn rất là cao và cổ phiếu hoàn toàn có thể cổ phiếu sẽ bị đạp về ở những cái vùng thấp ở dưới này đó và khi đó thì chúng ta bắt đầu là chúng ta chịu chúng ta không làm gì nữa mà chúng ta cụt hết vụ vốn rồi chúng ta không còn vốn nữa nên là cái câu chuyện bắt đáy là bắt ở thời điểm nào bắt ở thời điểm nào và khi nào thì hội đủ các cái điều kiện kỹ thuật để chúng ta bắt đáy chứ không phải chúng ta cứ thế là chúng ta bắt đâu nhá và rất nhiều nhà đầu tư là bị chết là vì như thế bị chết là vì không biết cái thời điểm nào chúng ta bắt cả cổ <laughs> phiếu ORS ở đây thì cản kỹ thuật vẫn là 15.5 đến vùng 16 và uh, trong tuần thì khá là tốt đấy nói chỉnh này uh, nhìn chung là cái biên ở đây là biên mấy đấy nhỉ biên 14.3 đến 14.5 đang khá là ok thì khả năng trong ngắn hạn thì ORS sẽ đi ở sideways ở trong cái biên này trước khi mà chờ đợi những cái tín hiệu kỹ thuật nó mang tính tích cực hơn, ok hơn. Đó, bởi vì về ngắn hạn là các anh chị cũng nắm được rồi. ORES cũng đã chính thức là kéo một nhịp tăng từ vùng 9 lên đến tận vùng 15. Đó, 9 lên 15. 9 mà lên được 15 như vậy tăng 6.000. 6.000 trên một cổ phiếu, 6 mà chia cho 9 là nó rơi vào 66%, một nhịp tăng cực kỳ tốt và sau một nhịp tăng cực kỳ tốt đó thì rất nhiều nhà đầu tư họ mua được và cũng có thể họ sẽ bắt đầu họ chốt lãi và cái quá trình chốt lãi đó nó không phải ngày một ngày hai nó cứ chốt dần dần âm thầm dần dần đó đó rồi sau đó là là đến lúc nào mà tạo lập họ không nâng đỡ nữa thì đó thì cái lượng hàng của họ hết rồi thì đó cổ phiếu nó mới sập chứ không phải một phát nó sập luôn đâu đó ok À, tạm thời danh mục cổ phiếu tuần thì chúng ta sẽ à, dừng tại đấy. À, phần thứ hai thì chúng ta cùng view lại cái kịch bản phân tích tuần ở trong tuần vừa qua, video số 183. Thì à, à, quá trình à, chúng ta tương tác ngoài bản tin tuần thì cũng, cũng như thế, cũng có các cái team cộng đồng thì cũng có gửi các cái bản phân tích à, lên các cái team cộng đồng đó thì các anh chị có thể vào để các anh chị tham 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 khảo thêm trong quá trình chúng ta đầu tư. Và à, trong cái định hướng thì à, hiện tại thì chúng ta thấy là khi mà kết thúc phiên giao dịch ngày thứ sáu thì bộ ba chỉ thuật uh, kỹ thuật ở trên chạc giờ thì vẫn đang nằm ở trong một đà tăng tốt tuy nhiên tuần tới tức là tuần giao dịch này này thì thị trường của chúng ta sẽ va vào những cái vùng cản rất mạnh các anh chị lưu ý là cái ý thứ nhất <laughs> cái ý thứ hai các cái vùng mà kỹ thuật mà chúng ta sẽ nói đến đó là ví dụ vn30 sẽ có vùng hỗ trợ kỹ thuật 1115 đến 1120 và vùng cản kỹ thuật sẽ là 1130 sau đó sẽ tiến lên ở vùng 1135, 1138 và 1140 thì chúng ta cùng nhìn lại cái chỉ số kỹ thuật của VN30 ở trong tuần vừa qua đây các anh chị đó thì cái đầu tiên là chúng ta nói đến cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của chỉ số vn 50 sẽ nằm ở khoảng 1115 đến 1120 các anh chị nhìn thấy ở trong cái khuôn này chính là vùng 1115 đến 1120 trong cái khuôn hình chữ nhật này thì trong phiên giao dịch của ngày thứ hai hai lần test và sau đó gì ạ bắt đầu bứt lên bắt đầu bứt lên ở vùng đó, 1130, sau đó 1135, 1138 và lên đến mắc là gần suýt soát ở vùng 1145. Và sau đó thì thị trường bắt đầu chỉnh cung và rất may, các ông nó dùng từ rất may mắn. Trong phiên kết tuần thì chỉ số VN30 của chúng ta không bị mất vùng 1115 đến 1120. Và cứ về đến vùng 1120 thì gì ạ? bắt đầu dội lên, dội lên, dội lên. Như vậy đây là một cái tín hiệu rất là happy. Như vậy thì tuần tới <laughs> như vậy thì tuần tới thì chúng ta tiếp tục kỳ vọng là VN30 tiếp tục test tích lũy thành công ở trên vùng 1115 đến vùng 1120 đấy là cái sự thành công đó thì chúng ta sẽ phụ thuộc vào cái tín hiệu kỹ thuật của phiên giao dịch của ngày thứ hai và ngày thứ ba thì sau đó thì Hùng sẽ đánh giá thêm à, và và theo như đề xuất của một số anh chị em thì trong tuần sẽ có hai bản tin ở giữa tuần sẽ có thêm một cái bản tin phụ À, thì Hùng sẽ cố gắng bắt đầu từ tháng 6, à từ tháng 7 Thì chúng ta sẽ như vậy, tức là ít nhất là tối ngày thứ tư Thì chúng ta sẽ có review lại hoặc là kết thúc phiên giao dịch ngày thứ tư thì Hùng sẽ review lại à, Để chúng ta xem thử xem là có những cái à, Gì à, tốt, cái gì tích cực Hay không, hay như nào đó thì Hùng sẽ cố gắng để mà chúng ta tuyển tải thêm à, Các cái thông tin cho các anh chị em Và cái cản kỹ thuật tuần thì đương nhiên rồi à, Đối với chỉ số VN30 trong ngắn hạn thì vùng 1135 đến vùng 1140 đây vẫn sẽ tiếp tục là cái diện cái vùng cảnh kỹ thuật của chỉ số VN30 trong cái tuần giao dịch tiếp theo đối với chỉ số phái sinh thì cũng có phân tích ở đây đó là phái sinh sẽ có ở cái vùng chỉnh cung kỹ thuật ở khoảng quanh vùng 1110 và sau đó thì nó sẽ lần lượt công các cái vùng kháng cự mạnh như 1125 1130 đây thì chúng ta sẽ nhìn lại phái sinh thì chúng ta thấy rằng là đối với chỉ số phái sinh ở đây đây chính là cái điểm mà chúng ta bản tin tuần thì các anh chị nhìn thấy là à, Cái biên 1110 1106 đến 110 ở trong tuần vừa qua thì phái sinh rất là ok đó Cái vùng tỷ bật này đấy phiên ngày thứ hai nó xíu xíu ở trên 110 và đặc biệt là phiên kết tuần đúng không trong cái sự hoảng loạn Trong cái sự uh, gọi là uh, Mất bình tĩnh thì như vậy là chỉ số phái sinh của chúng ta vẫn rất tuyệt vời Giữ được cái uh, hỗ trợ cái tuần Đồng thời ở trong tuần vừa qua thì sau khi nó bứt cản 1125 Thì nó hướng lên vùng kháng cự 1130 Và mắc thì nó đi lên được đến vùng 1135 mà trước khi mà diện nó bắt đầu quay trở lại của một cái sọc này thì nhìn về mặt xu hướng như thế này thì hiện tại là cũng cơ bản là tích cực đúng không anh chị cơ bản tích cực thì chúng ta sẽ chờ đợi thêm ở phiên thứ hai và thứ ba tuần tới à, nó giao dịch ở đây thì nó sẽ có những cái tín hiệu kỹ thuật như thế nào để chúng ta đánh giá thêm đó chúng ta sẽ đánh giá thêm ở đây trong trường hợp nếu như mà chỉ số phái sinh vẫn tiếp tục tích lũy thành công ở trên vùng 1106 1110 như vậy là tạm ổn như vậy thị trường cũng chưa 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 hẳn đã là uh, một cái gì đấy nó chỉnh giảm nó ghê gớm đúng không anh chị nhưng trong trường hợp nếu mà mất một 106 thì đấy là một cái vấn đề mà chúng ta cần uh, cần phải phân tích và chúng ta cần phải dự báo thêm vậy khi mất cái vùng đó thì thị trường nó sẽ như nào cổ phiếu nó sẽ như nào nhóm ngành nó sẽ như nào vân vân và vân vân Uh, và vùng cản kỹ thuật vùng cản kỹ thuật của chỉ số vn30 thì chúng ta vẫn lần lượt lấy đó ví dụ như 1125 1130 và sau đó 1135 như vậy ở trong ngắn hạn thì chúng ta thấy rằng là phá trinh đang hình thành được một cái cái diện một cái vùng cản kỹ thuật ở đây đó à, chờ thêm uh, rồi uh, chỉ số vn index chỉ số vn index ở đây index ở đây thì cũng có nói đến ở đây đó là vùng 1120 1122 sẽ là vùng uh, hỗ trợ kỹ thuật then chốt cản tâm lý 1130 khi mà cái vùng 1130 break cản thì chúng ta sẽ có thể hướng lên cái vùng target kháng cự 1150 và cái mốc 1150 ở đây thì cũng khá nhiều ở các cái trang báo kỹ thuật họ phân tích thì ở đây các anh chị chúng ta sẽ nhìn lại đây đầu tiên là chúng ta nhìn hỗ trợ kỹ thuật đã vùng 1120 đến vùng 1122 thì trong phiên giao dịch ngày thứ hai nó test về đây và trong phiên kết tuần thì index của chúng ta đóng cửa đúng vùng 1122.18 Tức là nó đóng sát ở cái biên dưới Thì cái việc đóng sát ở biên dưới như thế này thì nó hơi mong manh Nó hơi mong manh các anh chị nhé Đó, vậy thì cái sự mong manh này như thế nào thì chúng ta sẽ chờ để chúng ta đánh giá thêm Và đồng thời thì chúng ta cũng thấy rằng là chúng ta cũng đã có được một cái xu hướng Đấy là index break cản 1130 Và sau đó thì nó tiếp tục tiến lên vùng 1140 và MAC thì đang dừng lại 1140 và nó chưa lên được vùng 1150. mươi uh, theo như dự kiến. Uh, tuy nhiên như vậy nó cũng là khá là sát rồi đúng không anh chị? Cũng khá là sát rồi. Đó. Vậy thì bây giờ cái câu chuyện là trong tuần tới thì index của chúng ta sẽ như thế nào thì như có phân tích ở đây nó là hơi mong manh. Hơi mong manh thì cái câu chuyện ở đây là tùy cái góc độ tích cực của tạo lập của thị trường có thể trong phiên giao dịch ngày thứ hai người ta làm một cái gap tăng. Các anh chị. Đây có thể là có một cái gap tăng như này tùy nhé tức là đó thì nó sẽ phụ thuộc vào những cái ý đồ mà tạo lập à, một cái gáp tăng này sẽ xuất hiện à, như thế này kiểu như thế này thì nếu như một cái gáp tăng này xuất hiện như thế này thì trừ trường hợp là ví dụ cuối tuần chỉ số Dow Jones nó sẽ rất là tốt và trong phiên giao dịch ngày à, trong cuối tuần thì nó sẽ có thêm những cái thông tin về vĩ mô à, tích cực và tác động lên thị trường thì có thể có gáp tăng như thế này rồi sau đó một lần nữa thì nó sẽ đi test tích lũy lại ở vùng 11 à, 20 đến 11 22 đây là kịch bản tích cực này cái bản này là kịch cái, cái bản này gọi là, gọi là cái bản 10 điểm gáp tăng xong và quay trở lại test tích lũy và test xong thì bật lo mạnh thì đây là kịch bản gọi là kịch bản như mơ Đấy, kịch bản này gọi là kịch bản như mơ thì như vậy là chúng ta sẽ qua được cái sự nguy nguy nan à, chúng ta sẽ qua được uh, những cái áp lực chỉnh cung ngắn hạn ở trong của của toàn thị trường cũng như các cái nhóm ngành chúng ta cầm nắm và hiện tại thì cái kịch bản này hùng cũng đang thiên về cái kịch bản này một 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 gọi là 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 là, là, là phần nhiều bởi vì um, trên cái 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 chỉ báo là kỹ thuật chờ mua của thị trường thì hiện tại đang tăng khá là tốt tất nhiên là từ chỉ báo chờ mua nó phải sang mua đó nó phải có cái tín hiệu mua đột biến thì khi đó thì chúng ta mới mới có khả năng đánh giá xem là à như vậy đấy có tạo đáy thành công ở vùng một một hai mươi hay không thì những cái thông tin đó thì sẽ được liên tục cập nhật ở trên nhóm Uh, Zalo để các anh chị uh, nắm bắt thêm. Thế còn uh, ở thời điểm hiện tại thì vì Hùng có nói ở đây là nó đóng đúng cái 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 1120 nên nó mong manh. Đó thì trong trường hợp nếu như tạo gáp tăng và lớp gáp và sau đó kéo long lại thì kịch bản này kịch bản cực kỳ đẹp này. Trong trường hợp xấu, chúng ta vẫn phải tính toán trường hợp rủi ro. Trường hợp rủi ro là index của chúng ta mất vùng 1120 và sau đó thì gần như nó không 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 công lại được cái chỉ số này thì như vậy là chúng ta cần sẽ hướng đến cái xu hướng đó là vùng 1115 và 1110 thì tạm thời là như vậy như vậy là chúng ta sẽ nhìn rõ được các cái các cái mẫu chốt vấn đề của kịch bản trong phiên giao dịch ngày thứ hai để chúng ta lựa để chúng ta đánh giá thị trường và từ những cái kịch bản phân tích chi tiết đó thì chúng ta mới bắt đầu à chúng ta phân tích định lượng à như vậy lên thì lên bao nhiêu xuống xuống bao nhiêu và ở cái vị trí nào đó thì đưa cho các anh chị những cái bài toán như vậy để chúng ta nắm được là à như vậy trong trường hợp A thì chúng ta phải như này, trong trường hợp B chúng ta phải như này. Ok. Bây giờ thì chúng sẽ đưa các anh chị nhìn lại nhìn ngắm lại một chút về cái chạc kỹ thuật giờ trạc à, chạc kỹ thuật ngày của chỉ số index. Thì đây chính là cái điểm mà chúng ta bắt đầu ra bản tin video số 182 thì như vậy là 83. À, thì đây cũng ra lưu, lưu, lưu và lên đến 1140 và sau đó thì cây nến của ngày thứ năm là cây nến vùi dập và đến cây nến ngày thứ sáu thì nó không công lại được các anh chị lưu ý này cây nến ngày thứ sáu nó không công lại được một cái phần nào ví dụ như hôm ngày hôm nay nó xuất hiện được một cái cây nến xanh nó ăn lại ở vùng 1130 có thể nó test về vùng 1120 nhưng mà nó rút chân mạnh mẽ dòng tiền đánh vào mầm đó nó rút lên 11, 1130 như này thì như vậy là tích cực chắc chắn là tích cực vào tuần tới nó sẽ có nhiều yếu nhưng cái nến xuất hiện một cái nến như này thì nó sẽ là lửng lơ nó sẽ cần chờ thêm một cây nến nữa đấy nó sẽ chờ cần chờ thêm cây nến nữa ở vùng một hai mươi để chúng ta đánh giá thêm nhưng theo hùng thì khả năng là ông này ông ấy sẽ lượn một tí ông ấy sẽ lượn một tí về vùng một một không đến vùng một một năm ông ấy lượn về đây và ông tích lũy sideways chặt chặt đây đó sau đó thì ông bắt đầu ông 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 kéo long lên bởi vì sao bởi vì là cái câu chuyện là cái 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 chờ mua nó tăng mạnh nhưng nó phải biến từ chờ mua sang mua thì khi đó mới sang cái giai đoạn nắm giữ đúng không anh chị đó à, một cái vòng đời của cổ phiếu đầu tiên là các anh chị bán các anh chị bán xong là các anh chị đi quan sát đó đúng không à, quan sát xong thì bắt đầu là các anh chị sẽ đưa vào danh mục mục tiêu à cổ phiếu này đạt điểm mua hoặc ở hỗ trợ gọi là chờ mua và sau đó các anh chị xuất hiện những cái tín hiệu cái thuật tốt các anh chị bắt đầu xuống tiền là các anh chị mua và sau cái điểm mua đó thì cả thị trường người ta nắm giữ đó mình nắm giữ đúng không? thằng bên cạnh cũng nắm giữ thằng bên cạnh nữa cũng nắm giữ thằng hàng xóm cũng nắm giữ thằng đầu ngõ cũng nắm giữ thằng cuối ngõ cũng nắm giữ thì cả cái hà nội này là là nắm giữ ví dụ như vậy vậy thì nó sẽ tạo thành là diện khan cầu đúng không à khan 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 cung thì thị trường nó lên thôi đó ví dụ như vậy vậy thì cái cái vòng đời của cổ phiếu nó luôn như vậy nó luôn chạy theo cái vòng đời đó vậy thì chúng ta sẽ phải chờ ở uh, những cái tín hiệu kỹ thuật xác đáng hơn còn khả năng nếu như mà à, index mà đi theo được cái kịch bản này thì cũng là đẹp các anh chị. Ở về quanh một 111, 1110 11, đến 1115. Đó sai quay sập xà sập thình ở đây để cho anh nào bán thì bán đi, anh nào chỉnh thì chỉnh đi. Và đặc biệt một cái yếu tố kỹ thuật nữa là à, thanh khoản. Thanh khoản trong tuần tới, ví dụ thanh khoản về rơi về mức thấp, ví dụ nó trung bình nó chỉ có tầm tầm bốn 400 triệu cổ phiếu trong một phiên thôi. Đấy là cái tốt. Và sau một cái cái giai đoạn mà thanh khoản thấp như vậy và và index tích lũy thị trường tích lũy rồi đó ai bán thì bán đi và và sau đó thì cái thanh khoản nó bắt đầu bật bật tăng và có thể từ đây thì index nó cũng bật tăng thêm thì đấy sẽ là những cái 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 xu hướng sẽ rất là ok còn um, một, một 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 cái nhiều người thì đang tỏ ra khá là tiêu cực với thị trường nhưng theo quan điểm kỹ thuật cùng thì như thế này thị trường chưa có gì tiêu cực cả đây các anh chị nhìn thấy này một cái điểm nó đánh lên đúng không một cây nến hồi lên và sau đó có những cây nến ba cây nến chỉnh giảm về sau thì bác cái nến trình giảm đó thì nó bắt đầu gì? Ở à đây cái giai đoạn mà sập sình này này thì cũng chính là cái giai đoạn này này, hùng đang mường tượng thôi, đang đang kỳ vọng thôi. Các anh chị các anh chị đó thì nó đạp về như vậy nhá. Thì nó sập sình này, đó nó sập sình sập sình sập sình. Đó, sập sình và trong cái giai đoạn sập sình đó thì uh, mặt bằng cổ phiếu tích lũy và hết cái giai đoạn sập sình đó thì bắt đầu nó có một tín hiệu bay vượt lại. Ở đây tức là nó vượt lại cái đường 1, 1070, 1080 để nó bất lên. Thì ở đây nó cũng như vậy. Đấy, ví dụ như vậy thì sau một cái giai đoạn nó đi như thế này và nó bắt đầu nó có tín hiệu vượt lại vùng 1120 Đó, à, với lực cầu tốt với lực cầu tốt thanh khoản tốt thì đấy ở bên này thì cũng có thể hoàn toàn kỳ vọng có một con sóng tăng ở bên này à, Tuy nhiên là để mà lên được con sóng tăng này thì nó lại cần cái điều kiện cần ở đây cái điều kiện cần ở đây đó là gì sập sinh sập sinh ở khoảng quanh đâu đó ở khoảng 1110 đến 115 thì ok một vài cái góc nhìn à, về xu hướng thị trường trong tuần mới thì cơ bản là như vậy rồi và bên dưới dòng thời gian bản tin tuần ở các bản tin thì các anh chị có thể comment hỏi các cái câu hỏi liên quan về cổ phiếu, về thị trường thì ông sẽ có thể cung cấp cho các anh chị một vài các cái thông tin theo những cái quan điểm của thì các anh chị có thể tham khảo thêm trong cái quá trình đầu tư. Bản tin tuần này đến đây là hết, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả anh chị em trong các bản điểm tin tuần tiếp theo.